Thôi thôi thôi, tôi xin bà bớt than vãn đi mà cũng bớt mộng mơ đi. Lúc nào chỉ có đúng một câu là tôi gặp soái ca của đời tôi. Cái tình hình hôm trước đi gặp soái ca như thế nào rồi? Bà nhắc đến là tôi lại giận bà đấy nhá. Sao? Giới thiệu cho người ta mà chẳng tìm hiểu kỹ gì cả. Ai lại giới thiệu cho tôi một người đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành? Thế là thế nào? Nghe đây này. Em chào anh ạ. Anh ơi, cho em hỏi anh có phải là anh Sơn không ạ? À ừ, anh đây. Sơn núi đây. À, anh Sơn ạ. Em là Hương nhỉ? Dạ vâng ạ. Ừ, mời em ngồi. À, thế Hương dùng gì nhỉ? Em ơi. À mà thôi anh bảo, không cần đâu. Anh nghĩ là mình cứ dùng nước lọc đi. Anh nghĩ là nước lọc rất tốt cho làn da của em nhá. Em ơi, cho 2 cốc nước lọc nhá. À mà thôi, 1 cốc thôi. Anh mang nước mà. Anh mang nước ở nhà đi ạ? Ừ, cha mẹ anh đun đấy. Anh này Hương này. Dạ. Nếu mà mình xác định đến với nhau ấy, thì anh thấy là cái bộ váy này của em nó hơi diêm dúa đấy. Chắc là mua cũng đắt tiền đúng không? Anh bảo này, về với anh ấy thì mình đừng bao giờ mà mình phải ăn mặc nó diêm dúa đắt tiền thế này. Đấy, em nhìn anh đây này. Cái áo mua 4-5 năm nay 70.000, mặc có vấn đề gì đâu. Về ở với anh ấy, em phải nhớ lấy, bỏ quên hết những cái mà spa, shopping mới mua sắm đi. Em phải nhớ lấy nguyên tắc của anh, đó là tiết kiệm. Tiết kiệm và tiết kiệm. Đấy, bà thấy chưa? Thôi được rồi, lần này nhá, tôi sẽ đền cho bà. Bà đền cho tôi soái ca. Không phải là soái ca bình thường đâu nhá, mà đây là ngôn tình của soái ca. Hẹn hò lần nào cũng đến muộn, cứ bảo sao có người yêu. Rồi ôi, làm gì mà đến muộn thế? Chồng mình đang ngủ gì mà. Dậy, tỉnh chưa? Làm sao thế hả? Hôm qua đi thế nào? Ôi dồi ôi, lại nói thế nào? Chả hiểu bà làm sao mà dí cho tôi toàn quả thối. Quả thối thế nào? Nghe đây này. Em, anh chào em. Nhìn là anh biết là em yêu anh rồi đúng không? Tôi nào thế mà, em nhá. Anh xin tự giới thiệu nhá, anh tên là Lớp. Yêu màu tím, sống thủy chung, tính tình khép kín. Nhưng mà anh lại thích chỗ đông người nhá. Ngoài điều kiện là chẳng có gì sắc. Đấy, nhá, em. Em nhá, anh thì thích xem tivi vào lúc mất điện, thích đi viện vào lúc chẳng bị làm sao, rất thích ngồi bờ ao ở nhảy hút. Và đặc biệt là anh rất thích mở cốp để lấy tiền nhá. Em làm người yêu anh nhá. Đấy, bà thấy chưa? Đấy là còn chưa hết đâu nhá. Đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ông ấy vừa mở mồm ra nói một cái là tôi biết ngay hôm qua ông ăn bún đậu mắm tôm. Nó bắn hết vào mặt, bắn như mưa xuân, bắn to hơn mưa ở ngoài kia kìa. To hơn cả mưa này á? Ừ, bà ơi đây này, thấy chưa? Bắn hết vào mặt tôi rồi. Ui, đây này. Thôi được rồi, tớ bảo này, người ta bảo ý là vạn sự khởi đầu nan. Bây giờ nhá, lần này là quá tam ba bận rồi, tớ đảm bảo, tớ thề, tớ hứa, tớ đảm bảo là kiểu gì cũng trúng nhá. Tớ giới thiệu cho cậu nhá, một anh vừa đẹp trai này, vừa giỏi này, vừa ga lăng này, vừa duyên này, mà đi học ở nước ngoài đấy cơ. Ai gọi tôi đấy, gọi tôi đây. Cho anh hỏi, Hương đến chưa? Em đây. Ôi, em Hương. Dạ, Hương. Em là Hương ạ. Hương này hả? Hương ạ. Thính Hương ạ. Anh là Đức đúng không ạ? Em nghe Linh nói với anh nhiều lắm mà bây giờ mới được gặp anh. Anh đẹp trai hơn cả trí tưởng tượng của em nhé. Thôi. Nhưng mà này, sao nhìn Hương trong ảnh với ngoài đời nó lại một trời một vực thế nhỉ? Không phải là trong ảnh với ngoài ảnh đâu ạ, mà là chỉ khác lúc make up và chưa make up thôi ạ. Make up hay là chưa make up à? Vâng ạ. Anh làm sao thế ạ? Làm sao thế? Linh ơi, anh có cái việc đột xuất anh lại phải đi rồi. Thôi hai chị em ngồi chơi nhá. Anh đi đâu? Anh đi đâu? Anh ngồi đây uống nước với bọn em một tí. Đây là ban công
Mai. Anh ngồi đây với em một tí. Nhưng mà nói thật với Hương là nhìn mặt Hương như thế này thì ban công anh cũng phi. Ôi giời, đói quá. Trời ơi tôi đói, cha đói ơi là đói. Hình như cái chân, ôi cha ơi cha là đau. Đời này bao kẻ cứ hay khóc than là đói, đói nên kêu hoài. Sáng nay chả thấy khứa gì nhỉ, phải tìm cái gì kiếm lấy vài khứa đây. Ai đánh giày không? Ê! Giày đi anh ơi! Giày đi! Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi! Ôi giời! Hồn kiếp! Hồn kiếp á? Thôi! Đau lắm! Không hôn đâu! Cái thằng điên này! Tao bảo là hồn kiếp chứ hồn kiếp cái gì? Mày dở à? Điên vỏ á? Tôi đi luôn! Mời ăn ngày đáng đói! Điên rồi mày, đã điên rồi còn điếc à? Hả? Thóc đâu mà đãi cả rừng. Hiểu rồi. Thế thì thôi, đường ai ấy đi. Cái gì? Sao vậy? Mày có muốn đi ăn phở không? Có. Đang đói đây này. Thế thì đi với tao sẽ được ăn phở. Nói nhỏ thôi, nghe thấy rồi. Ăn phở. Ông, lúc nãy thì điếc lòi điếc tí ra, bây giờ nghe ăn thì thính thế. Đang đói mà. Ai, muốn ăn phở à? Ừ. Mày có nhìn thấy cái gì đây không? Cái nhà. Tao điếc nhưng có mù đâu. Bây giờ nhá, mày đứng ở đây canh cho tao. Tao đột nhập vào trong kia, tao ăn trộm nhá. Tao ăn trộm được cái gì ra, chia anh em mình đi ăn phở, được chưa? Đi ăn trộm à? Ừ. Chủ nhà bắt được thì làm sao? Cái thằng này chưa làm ăn gì đã nói gở rồi. Nói cho mày biết nhá, tao đây này, đại ca chuyên đục tường khoét vách, chưa bao giờ bị bắt. Mà này, tuổi nghề của tao không khéo còn hơn cả tuổi đời của mày đấy. Mày cứ chém, cái tuổi đời của mày chắc gì đã bằng cái tuổi đời của tao. Này, cứ trông cho mày là được ăn phở thì. Bây giờ nhá, mày đứng nguyên ngoài này, nếu mà chủ nhà người ta về mày phải hét to lên để bên trong kia tao nghe thấy, hiểu chưa? Đơn giản thế thôi. Ừ. Làm luôn. Đứng yên này nhá. Ừ. Này. Cái gì? Đèn quá mày ơi. Chủ nhà chưa đi vắng. Hả? Mượn cưa mới cắt được á? Bé bé cái mồm thôi. Cưa cái gì? Tao hiểu rồi, mượn cưa. Trời ơi, cái thằng điên này mày bé cái mồm tôi chưa hết bây giờ. Thôi, mày ăn phở một mình đi nhá. Tao đi đây. Hả, con này ăn trộm này. Gửi tiền chú nhá. Lái xe an toàn nhá. Được không con? Tuyệt vời quá papa. Con không nghĩ là bây giờ quê hương của mình lại thay đổi như thế. Tuyệt vời. Bây giờ không khí rất trong lành. Bỉa con về quê nhà mình ấy, là con phải thuộc tên tất cả mọi người trong họ. Không thuộc tên không được đâu. Why? Tại sao hả papa? Bởi vì đất lẻ quê thói. Đại loại là con phải thuộc chất tên tất cả mọi người. Hiểu chưa? Ok, yes. Chuyện nhớ tên thì đơn giản. Con là người thông minh mà. Bà biết. Papa cứ yên tâm. Bà biết. Đi thôi papa. Đi. Quê hương mọi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không hiểu. Anh Giang ơi. Ô cô Mi à. Ôi giời. Này, làm sao là bác lại lôi hết cả bàn ghế ra ngoài sân thế này? Tất tần tật luôn.
hôm nay là tổng huy động tất cả các loại bàn ghế. Thế là cô tính xem là chiều nay tôi phải tiếp bao nhiêu khách? Ôi dồi ôi, em nghĩ chắc cũng khoảng tầm 18, 19 mâm đấy. Này, hả? Chả giấu gì cô. Cũng tiện có cái anh virus này. Thì con nó mới về. Nói gì thì nói, Việt Nam mình nó đùm bọc yêu thương nhau. Lá lành đùm lá rách, rách ít đùm lá rách nhiều. Đấy. Trời ơi, mà nhất là y học Việt Nam. Qua cái dịch Covid này mới thấy là Việt Nam mình tài giỏi. Mà thôi, em nghĩ anh đưa con bé nó về cũng đúng thôi. Bởi vì nó xa quê cũng 14, 15 năm rồi còn gì nữa. Chả giấu như cô là về đây cái là thử luôn. Xuống sân bay là thử luôn. Người ta phải đảm bảo. Thế là 2 tuần liền đấy, cách đi đấy. Hôm nay được về, chắc là cháu nó đang... Gọi nó ra đây. Chắc là tên nó là cái gì? Jesse Quỳnh ơi. Eo, tên hẳn. Jesse Quỳnh. Tên Tây à? Papa. Hi. Con à, đây là cô Mi. Con thì gọi phải gọi là bà Mi hoặc con gọi là bà trẻ. Có hiểu họ hàng nhà mình nó đông. Yes. Ok. Nhưng mà họ hàng là gì? Các cụ các kỵ ngày xưa về đây mà xây làng là bắp ở đây này. Thì có người họ Nguyễn, người họ Trần, như con họ Lê. Đấy, thì là các cụ họ Lê đấy là nằm ở trong đấy là họ hàng. Cùng cái họ đầu tiên này. Cái hàng là đại loại là nó cùng ngôi thứ, cùng huyết thống. Một cái họ, một cái cây như thế này nó có huyết nhanh 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 đây. Đúng rồi. Huyết thống là gì? Huyết thống là máu mủ mà. Dòng máu. Con hiểu rồi. Huyết thống là cái bọn họ hàng có cùng dòng máu. Chứ gọi là bọn họ hàng. Không được gọi như thế con ạ. Mà chỉ gọi là họ hàng thôi. Trước khi về Việt Nam, con có thuê teacher dạy con về tiếng Việt. Teacher có báo là nếu mà đông người thì phải gọi là bọn. Không phải. Không phải đâu. Đúng rồi, đông người nó là số nhiều thì phải gọi là bọn hoặc là gọi là chúng. Nhưng mà ở trong họ hàng thì con phải gọi một cách nó tế nhị hơn. Tí nữa là papa sẽ viết cho con ra. Con phải học thuộc lòng. Thôi, mình nói đến họ hàng. Bây giờ thế này đi. Nhà anh em nghĩ rồi, nó chật chội. 15-20 mâm thì còn ok. Nhưng 200 người em nghĩ không chứa vào đây được. 60-70 mâm thôi. Nên là cô đã thuê một cái hội trường ở ngoài xóm kia rồi. Mời con ra đấy để giao lưu, giao đãi với họ hàng nhà mình. Xong là chiều về tiếp. Này, hả? Con nó bây giờ nó không phải là dại đâu. Nhưng mà nó chưa biết được cái phong tục tập quán của Việt Nam. Con này, nhớ con là dạy là cái màng đấy nhá. Thì biết rồi, chỉ chăm nói là con chào các cô, các chú, các ông, các bà thôi nhá. Thế bây giờ thế này đi. Con chào cái là cô nói luôn. Được rồi, nhá. Em biết rồi. Thế bây giờ đi ra hội trường giao lưu 200 người ở ngoài đấy cơ. Này, anh ở đây nhá. Tối em có lẽ là họ ngoại nhà mình khoảng tầm 19 mâm đấy. Chắc chắn rồi nhá. Đi cứ hết là phát hành được về luôn nhá. Đi con. Nhớ đấy nhá, để tôi chuẩn bị đấy. Bọn họ hàng. Papa ơi, cứu con. Papa ơi. Sao cứu con? Bọn họ hàng đông quá. Trời, sao lại bọn họ hàng? Thế làm sao? Đông quá, hỏi con... nhiều quá Papa. Con không tiếp xúc được với mọi người à? Không nói chuyện được với mọi người à? Con có nói chuyện hết được với mọi người. À, thế thì tốt quá rồi. Con còn tiếp xúc với tất cả các loại chi chi chành chành. Không phải chi chành chành mà là chi cành. Chi trên dưới. Nào con thuộc được tên những ai nào, con kể cho papa nghe nào. Chi trên con có gặp được là cu sung cu sướng. Cô sung sung cụ sướng. Bác bảy, con nhà cụ tám. Đúng rồi. Cháu cụ bơ bò. Bê bò. Bê bò. Chồng bê bò. Về chồng bê bò. Còn ở chi dưới là có anh Khuất, chồng chị Phục. Đúng rồi. Bác Xô, chồng chị Bồ. Xô là chồng chị Chậu. Rồi là chị Mỏ Lết gặp Chân Phanh. Anh con không nhớ được. Mà là anh Nết là chị Na. Con nhớ là có chị Quạ, chồng vợ của anh Đen.
Đúng rồi, anh Đẻn. Đẻn. Được rồi, thôi thế được rồi. Bác Giang ơi. Bác Giang ơi. Này, ngoài sao lại không ai mở cửa nhỉ? Đi đâu ấy, đi đâu? Nhà nhỉ? Hay là bác ấy vắng? Thôi thôi, theo tôi thế này nhá. Họ nhà mình bây giờ cứ về trước đi. Để tôi ngồi đi, tôi rình. Nếu mà khi nào mở cửa, tôi sẽ vào và tôi sẽ cố gắng thuyết phục. Này, yên tâm, kiểu gì nhà mình chả có bữa cỗ. Nhớ phải gọi. Được rồi, phải gọi chứ. Đến ngoại nhà mình là quan trọng. Các con về nhá, các con về. Này, đưa các cháu về đi, cứ về nhà đi. Rồi, nhá, về về đi, bà sẽ ở đây bà rình nhá. Thế là chỉ vì thế mà con mệt à? Cái bọn họ hàng chúng đông quá. Papa đã bảo con rồi, ở trong nhà nói vậy thôi, ra ngoài đấy mà nói bọn họ hàng là người ta đánh giá rồi đấy. Đúng rồi, đã bảo là không được gọi bọn họ hàng, hiểu chưa? Không được gọi bọn họ hàng. Đấy, à? Mà sao anh ở trong nhà mà gọi mãi không ra mở cửa đấy? Đấy thì cũng đang muốn em phải nhảy trèo qua tường đấy, tí ngã dập mặt dập mũi đấy. Thì cũng đang kiểm tra xem cháu nó thuộc đến đâu rồi. Đang ở bên đấy đông đúc, các cụ tìm con hết cả hơi. Này, phải chào được mỗi họ nội, còn họ ngoại nó chưa đả động gì đến. Thôi thôi, con bây giờ đứng dậy đi sang chị, chào cái họ ngoại mới là cái họ danh việc. Chào họ ngoại đi cho bố con mắt. Chào người nọ không chào người kia là tôi chết chứ không phải. Đứng dậy con, đi con, đứng con, dậy con, đi. Con nghe lời bà trẻ. Con rất happy khi được hồi hương. Ừ. Tốt quá, hạnh thích. Con sẽ đi chào hỏi họ ngoại. Ừ. Nhưng trước khi đi, papa cho con nhập viện. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.